cây lộc vừng giáng viên. Còn đây là cây dưới cổ, cây mà tôi mới giới thiệu với các bạn, là một trong những cây được định giá là nhiều tỷ các bạn ạ. Đấy, cây này là cây dưới cổ của anh Hoàng Thắng Phú Thọ, Lương Hoàng Thắng Phú Thọ, chi dăm làm rất cẩn thận, rất tỉ mỉ rồi. Cây có một hình thú kỳ quái. Tôi thì tôi không muốn nói đến ít xác của tiền của nó, nhưng mà chắc chắn là cây này người ta nói là nhiều tỷ. Có người thì nói là 5 tỷ, hơn 5 tỷ. Đây là cây dưới thứ hai của anh. Đây là một cây dưới thứ hai đi sau cặp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.